Xin chào quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh 3 giây TV và những thông tin xoay quanh drama sóng gió gia tộc. Kính thưa quý vị và các bạn, hiện tại sau 10 ngày khai trương cơ sở kinh doanh thứ 3 của Móm, thì tính tới cái thời điểm hiện tại đó, đơn hàng phải nói vẫn được chốt, phải nói là lia lịa. Dù hiện tại phía Móm đã là hết chương trình khuyến mãi, cho thấy rằng là cái tình cảm của khán giả phải nói là vô cùng tuyệt vời. Móm khai trương cơ sở kinh doanh hoành tráng bao nhiêu đó thì vừa qua đó, phía mẹ con của Gia phải nói là hơn thua bấy nhiêu quý vị và các bạn. Nhưng mà tiếc rằng cái sự yếu kém, thiếu chuyên nghiệp và thậm chí là vô cùng phèn chua, nghèo nàn. Khai trương quán hủ tiếu ở trong âm thầm, vắng lặng. Thà là đừng hơn thua, đừng sân si với Móm. Chứ nhìn cái cách mà Móm khai trương đó, rồi nhìn sang cái quán hủ tiếu của mẹ con Gia đó, ta nói là phải nói là đáng thương vô cùng quý vị ạ. Một cái sự thua thiệt và trên lệch về đẳng cấp là phải nói là thấy rõ. Móm xưa nay âm thầm lao động, chịu thương, chịu khó, trang bị kiến thức để là nâng cấp cái bản thân bao nhiêu đó thì phía bên Gia vừa ồn ào, vừa lượm thượm và xuống cấp bấy nhiêu. Xuống cấp từ ngoại hình cho đến là đạo đức, nhân cách. Móm khai trương vừa rồi đó thì nghệ sĩ phải nói đến ủng hộ liên tục. Còn phía là bên Gia đó thì chỉ có mỗi gia đình của 7 khọt xèo đến chung vui. Nhìn phải nói là tội nghiệp vô cùng. Tội nghiệp ở đây đó thì được hiểu theo cái nghĩa là tội lỗi chưa xử đó. Và cái nghiệp chướng là chất cao vô cùng đó quý vị và các bạn. Về phần Móm thì phía chốt đơn phải nói là liên tục phải thông báo cho khán giả rằng mong khách hàng thông cảm. Đơn đó sẽ là giao chậm hơn vì phải nói là có quá nhiều đơn cần xử lý. Rõ nét nhất đó là phía Bích Trâm phải nói đã liên tục chia sẻ cái sự là bế tắc vì cái sự khủng hoảng chốt đơn. Trước đó thì Bích Trâm cũng đã từng chia sẻ một cái bức ảnh phải nói là bù đầu bù tóc sau cái ngày mà Móm khai trương. Kèm với dòng trạng thái là và đây là tôi sau một ngày chốt đơn mỹ phẩm cho Móm, mua một tặng một. Đến hết ngày 12 tháng 5 chắc là tôi còn cái bộ xương. Zalo của tôi phải nói đã quá tải. Phay của Linh Tý Bích Trâm phải nói cũng quá tải. Hộp thoại tin nhắn Facebook Bích Trâm Nguyễn cũng là quá tải luôn. Nhưng mà nhất quyết là sẽ không bỏ khách nào. Chờ Trâm nha khách ơi. Nhìn cái hình ảnh mà Bích Trâm chia sẻ bên dưới cái xe Tết là kêu gọi cái sự thông cảm của khách hàng đó. Mà phải nói là vừa thương và buồn cười quá vậy. Thôi không sao. Khán giả thương yêu thế thì phải nói là quá tuyệt vời rồi. Và mới đây thôi đó thì Bích Trâm cũng vừa chia sẻ thêm rằng cũng căng não lắm mấy chị ơi. Từ từ Trâm trả hàng nhé mấy chị. Mỹ phẩm của Móm rần rần mỗi ngày. Thật ra là Trâm càng căng não thì khán giả là càng vui vì biết rằng là Móm đang nhận được phải nói là vô vàn tình cảm của khán giả. Con gái nhờ phước cha là thế đâu quý vị. Chưa bao giờ Ba Giây là thích nghe cái câu là cây xanh thì lá cũng xanh, cha mẹ hiền lành để đức cho con. Móm được là cha thương yêu dạy dỗ, dù tuổi thơ có chút bất hạnh, nhưng mà lớn lên đó, Móm vẫn là trưởng thành và hiểu chuyện như là bao người. Biết trước biết sau, ăn ở đàng hoàng, đến giờ là thành công đến ngoài mong đợi. Móm khai trương, Gia cũng là bắt trước khai trương. Nhưng mà thật ra đó, cái hành động khai trương của Gia đó, nó đang âm thầm là thông báo cho các mạnh thường quân rằng là Gia đã chính thức là trở lại cái con đường là kêu gọi từ thiện thôi. Chứ nói thiệt đó, cái quán như vậy đó, làm ăn thì được cái gì, canh lúc có khách đó thì quay clip khoe với thiên hạ. Chứ thực tế phải nói là chắc có lẽ là cũng ế. Mà khách đến ăn của Gia thì cũng quanh đi quẩn lại phải nói là dài ba cái mỏ hổn thôi. Bỏ tiền ra mời về ăn thôi. Chứ xung quanh đó mà ai mà không biết cái danh tiếng của Gia. Phải nói là cái danh tiếng thì phải nói là cũng quá trời quá đất rồi phải không quý vị và các bạn. Người ta ghét không hết cho ở đó mà đi ủng hộ. Và sau vài hôm khai trương ế ẩm thì hiện tại bên Gia bắt đầu là khởi động cái chiến dịch quyên góp. Bởi nếu nấu mà không ai ăn đó thì lỗ mất. Vừa ế mà còn vừa nhục thì sao mà Gia chịu nổi đây. Hiện tại đó thì Gia đã bắt đầu là chia sẻ các cái bài viết phải nói liên quan tới cái quán hủ tiếu. Lúc khai trương thì không thấy chia sẻ, giờ ế thì mới bắt đầu là chia sẻ. Đọc cái sẽ tích chia sẻ của Gia mà phải nói là thấy là quê dùm Gia nghe quý vị. Hôm nay cô Sáu mở bán được 5 ngày rồi. Cảm ơn những cái tấm lòng của cô chú bác anh chị đã tặng qua và ủng hộ. Kính mời cả nhà đến quán ủng hộ cô Sáu nha. Hoặc là inbox và nhắn gọi vào số điện thoại ở trên hình giúp em nha. Cảm ơn chân thành. Quý vị và các bạn thấy đó, thông qua là cái cách viết xe Tết của Gia thì nếu mà sau này là có chuyện gì đó quý vị, là cô Sáu chịu hết mọi tội lỗi, mọi trách nhiệm. Chứ Gia thì không có bị gì đâu quý vị. Đúng là phải nói là hết nói nổi nha. Ngày xưa một lần á, Gia bác đứng mẹ trên truyền thông rồi, giờ lại là tiếp tục lấy mẹ ra để mà làm bia đỡ đạn cho cái ví dụ là kêu gọi từ thiện phải nói là cợt cỏm lừa dối này. Thông qua cái xe Tết của Gia đó thì có thể là Gia đang nhắc nhở rằng 5 ngày rồi đó, mạnh thường quân ơi,
tung tiền ra đi nào. Sài Gòn có nhiều người là cảm nhận từ thiện lắm. Và nhấn mạnh là nhớ là inbox và nhắn tin vào số điện thoại ở trên hình nha quý vị. Bên cạnh đó thì Lulu đó, cái tên mà trung thành cũng rất là năng nổ. Tại hiện giờ đó thì cái tên này cũng đang ăn bám vào da, cho nên là phải là liên tục chia sẻ và kẹp số điện thoại để là kêu gọi quyên góp dùm cái quán hủ tiếu. Thực tế thì có thể nói rằng là mở quán ra đó, quán mà bán tại chỗ ế ẩm quá đó, thì mình bán online cũng không có cái gì là xấu hổ cả. Nhưng cái cách mà cách thức từ thiện dơ đó thì mới chính là cái điều khiến cho mình đó mới xấu hổ. Thánh lùa gà xưa nay chính là ngáo Mỹ. Tính tới giờ chưa về Việt Nam đốt cho anh Năm một cái cây nhang nào luôn đâu đó quý vị và các bạn. Mà mở cái miệng ra đó là nói là khen bún bò của Giang ngon, hủ tiếu của Giang ngon. Ủa, ăn bằng niềm tin, ăn bằng là Bluetooth hay là gì? Hay là ăn qua ghi âm? Đúng là phải nói là đàn bà này hết nói. Lùa gà mà lùa gà không khéo kiểu này đó, để loài ra cái đuôi đấy không? Hồi xưa đó thì anh Năm của nó thấy nó là phải nói là né như né tà luôn. Mà nó có tự là luyến cái bản thân của mình rằng anh Năm là vô cùng thương nó. Rồi nay đó, vì cái ví dụ mà thầu đám tang và cái ví dụ mà đặt bài thơ của nó lên trên mộ của anh Năm đó, thông qua con da đó, cho nên nó đã liên tục phải nói là làm khùng làm điên để mà phò tá cho bằng được con da. Sẵn đó thì nó ăn chia tiền quyên góp, trước là tiền đám tang, nay là tiền quán hủ tiếu. Cái câu chuyện là kêu gọi từ thiện, kêu gọi quyên góp của Hồng Gia xưa nay đó, đang là một cái hành vi phạm tội được là phải nói là lặp đi lặp lại nhiều lần. Và cái người đồng phạm lại là ngáo Mỹ và cái nhóm cần cần. Từ cái chuyện thầu đám tang rồi cái đến quán bún bò của bà bún bò trước đây, và hiện nay là cái quán hủ tiếu bò dò viên vậy đó. Một cái chuỗi hành vi liên quan tới nhau và cùng một cái nhóm đối tượng phạm tội. Nếu như mà tích cực điều tra và đánh trúng vào trong cái điểm yếu là lợi dụng tín nhiệm, lợi dụng danh nghĩa của có nghệ sĩ, thì rất có khả năng là nắm được cái đầu của cái nhóm này liền. Cái tội lợi dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản nghe có vẻ là xa lạ, nhưng mà thực tế thì không xa lạ gì cả. Đó chính là cái hành vi của Hồng Gia đó quý vị. Hồng Gia đã lợi dụng tên tuổi của có nghệ sĩ để là kêu gọi quyên góp ở trong đám tang, và bây giờ đó lại là kêu gọi từ thiện thông qua quán ăn của nó. Nó nhờ ngáo Mỹ thông báo chuyển tiền từ thiện để là giật dây, nhằm là củng cố lòng tin cho các mạnh thường quân khác để mà chuyển tiền cho nó. Bởi với cái uy tín của nó hiện tại đó, làm gì có đủ tầm để mà kêu gọi đâu phải không quý vị? Nó phải là làm trò mèo để là lừa gạt người khác. Cái hành vi lừa gạt đó đó cần phải là mau chóng được là phanh phui. Vì vậy chúng ta cần lên án cái hành vi cạch cổm của bọn này càng nhanh càng tốt, để là tránh đi mất tiền quan từ các vị mạnh thường quân, và phòng tránh các cái tình huống là ăn uống kém vệ sinh. Bởi cho đến nay đó thì phía bên Gia vẫn chưa trưng trổ ra cái văn bản của Cục An toàn Vệ sinh Thực phẩm và cả giấy phép kinh doanh. Dù là kinh doanh hộ gia đình thì Gia cũng phải là nghiêm túc thực hiện các cái thủ tục đó. Người nhận từ thiện họ khổ lắm rồi, đừng cho họ ăn những cái món ăn phải nói là kém chất lượng như vậy, tội nghiệp họ lắm. Hãy mạnh tay chia sẻ và dẹp trần âm mưu từ thiện của Gia, để là tránh người người bị hại nghe quý vị và các bạn. Kính thưa quý vị và các bạn, và bây giờ bà Giai xin phép tạm dừng video ở đây. Bà Giai cảm ơn tất cả quý vị và các bạn đã nghe hết video này. Bà Giai xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các video tiếp theo.